Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ chữ lành và Khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Và nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị tập một cái bài tập. Và cái mục đích của cái bài tập này là nó sẽ giúp cho quý vị có thể là khôi phục được cái chức năng của lá lách. Từ đó thì sẽ cải thiện được cái vóc dáng này đặc biệt là những quý vị nào mà có thể trạng gầy yếu, à, để gầy yếu ăn mãi mà không có lên cân, rồi là thiếu máu, đấy, rồi là huyết áp không ổn định, thì cái bài tập này nó sẽ rất là phù hợp. Vậy thì cái bài tập này thực hiện như thế nào thì Khải sẽ hướng dẫn rõ hơn trong cái phần sau của video. Còn bây giờ thì rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian bị nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính. Quý vị cũng biết rằng cơ bắp của chúng ta nó được hình thành là do cơ thể nó hấp thu chất dinh dưỡng trong thức ăn. Đấy, hay nói theo uh, y học cổ truyền là cái tinh khí ở trong đồ ăn mà cái tạng tì cái tạng tỳ là nó chủ ở cái việc là vận chuyển chất tinh khí ở trong đồ ăn. Đấy, cho nên uh, từ đó chúng ta có thể suy ra rằng uh, những uh, người nào mà có cái thể trạng gầy yếu, à, uh, yếu, rồi là thiếu máu, rồi là huyết áp không ổn định, chán ăn, thì khả năng rất là cao là cái tạng tỳ của cái người này là suy kém. Đấy, tức là cái lá lách đó quý vị. Cái lá lách, cái chức năng của cái lá lách là nó rất là kém. À, nó mới dẫn tới cái cái việc là cơ thể gầy ốm như vậy. Mặc dù ăn rất là nhiều, nhưng mà không có mập được. Và huyết áp thì không có ổn định. Rồi là à, cơ thể là thường xuyên là mệt mỏi và ế ỏi thế thì à, bằng những cách khác nhau à, làm sao đó chúng ta có thể là khôi phục được cái chức năng của cái tạng tỳ à, hay là cái lá lách ấy. và tất nhiên là cũng sẽ có rất là nhiều cách khác nhau nhưng mà à, với góc nhìn của y học cổ truyền cũng như là trong cái giới hạn của video ngày hôm nay thì khải sẽ à, chia sẻ cho quý vị một vài cái huyệt vị để chúng ta tác động vào nó sẽ khôi phục được chức năng của lá lách Thế thì trong đông y ấy, có một cái đường kinh mạch nó liên quan về chủ trị trực tiếp ở lá đắt của chúng ta. Đó chính là tỳ kinh. Đấy, cái đường kinh mạch này thì nó sẽ bắt đầu đi từ cái huyệt vị ẩn bạch nằm ở cái cái mé ngồi của cái ngón chân cái. Nó sẽ đi theo cái chân lên vùng bụng và kết thúc ở cái vùng ngực của chúng ta. Đấy, tỳ kinh. Và tỳ kinh thì nó hoạt động mạnh nhất là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng tức là sau cái giờ hoạt động của vị kinh á, à, thì 3 giờ đến 5 giờ là của phế kinh này từ 5 giờ đến 7 giờ là của đại tràng kinh này trong khung giờ này chúng ta đi đại tiện rất là tốt này để, để là tại vì khung giờ này là đại tràng kinh hoạt động mạnh chúng ta đi đại tiện thì nó sẽ à, tống đẩy những cái chất cặn bã ra một cách tốt nhất à, hay là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là giờ hoạt động của vị kinh thì khung giờ này là chúng ta nên ăn sáng để cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất đấy còn từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng tức là giờ hoạt động của tỳ kinh đấy thì chúng ta nên đánh vỗ vào cái đường kinh mạch tỳ kinh này đây là một cách dưỡng lá lách tốt chắc. thế thì cái đường kinh mạch tỳ kinh khải sẽ để ở bên này à, cho quý vị tham khảo thế thì à, trên cái đường kinh mạch à, tỳ kinh này nó sẽ có rất là nhiều những huyệt vị khác nhau nhưng mà sẽ có những huyệt vị rất là quan trọng để khôi phục được chức năng của lá lách À, kích thích dạ dày và lá lách, lách hoạt động tốt hơn. Đấy, à, thế thì cho có những huyệt vị như là huyệt vị à, thái bạch, huyệt vị công tôn và huyệt vị à, tam âm giao. Thế thì bây giờ Khải sẽ hướng dẫn quý vị lần lượt cách xác định ba vị trí huyệt vị này và cách tác động vào đây. Đầu tiên thì à, Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta xác định được huyệt vị thái bạch. Thì à, quý vị thông cảm cho Khải đi chân như thế này để tiện hướng dẫn nha. Tại vì cái đường đi của tỳ kinh thì nó sẽ xuất phát từ huyệt vị ẩn bịch nằm ngay cái mé ngoài của cái móng chân cái này đi men theo qua đây đi vòng lên đây lên chân đấy và đi lên cái vùng bụng vùng ngực kết thúc tại huyệt vị đại bao thế thì cái huyệt vị thái bạch á, nằm ngay chỗ này quý vị đây nằm sát phía trong cái xương nó nhô cao này này đây chính là cái ụ xương này thì huyệt vị thái bạch nó nằm ở sát phía trong này Đấy, nằm ngay ở phía trong này này, đó chính là Thái Bạch. Thế thì có huyệt vị Thái Bạch ở trên cái chân phải, ấy, chúng ta cũng xác định hoàn toàn tương tự như vậy. Ở đây thì khai hướng dẫn quý vị là huyệt vị Thái Bạch ở trên chân trái. Còn trên chân phải thì cũng chắc, chúng ta cũng sẽ xác định tương tự nha. Đấy, tại vì đường kinh mạch trong cơ thể nó sẽ có cả hai bên. Thế thì có huyệt vị Thái Bạch này nó sẽ có chức năng là phục hồi và tăng cường sức khỏe. Nên quý vị để ý, những người nào mà bị bệnh lâu ngày, bị bệnh nặng lâu ngày thì cái dạ dày và cái lá lách của họ là nó đã suy yếu và thân thể rất là nặng nề mệt mỏi, đấy, trướng bụng tiêu hóa kém. À, thế thì chúng ta nên là tác động vào huyệt vị thái bạch này để khôi phục được chức năng cái lá lách à, của họ, đấy giúp bài tiết cái nước thừa và điều hòa khí huyết ổn định dạ dày. Nói chung là chúng ta tác động vào huyệt vị thái bạch ấy, thì nó sẽ giúp cho cái À, chức năng của cái lá lách đó, là nó, nó, sẽ được phục hồi Đấy. khi mà chức năng của lá lách được phục hồi thì tất cả những cái triệu chứng như là người mệt mỏi ốm yếu Đấy. À, huyết áp thấp thiếu máu chán ăn sẽ được cải thiện và như khi nói lúc nãy á, khuyệt vị công tôn á, thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái khuyệt vị thái bạch này một tí nằm ngay chỗ này đấy thế thì công tôn này á, là lạc khuyệt À, nó cũng là một trong những huyệt bát mạch vô hội và huyệt vị này có thể trị được những cái chứng bệnh như là đau tim này đau dạ dày nôn ói ăn không tiêu trứng bụng tiêu chảy à, ngoài ra huyệt vị này cũng sẽ có cái công dụng tương tự như là huyệt vị thế bạch đó chính là nó sẽ tăng cường chức năng của lá lách bài tiết nước thừa điều hòa khí huyết và ổn định dạ dày đấy à, có thế bạch và công tô thì nó nằm gần nhau Đều là huyệt vị của tỷ kinh và có chức năng tương tự nhau Đấy. Cho nên do là nằm gần nhau Cho nên bây giờ hãy sẽ hướng dẫn cho quý vị Một cái động tác mà chúng ta có thể tác động cùng lúc Trên cả hai huyệt vị này Tức là chúng ta sẽ dùng cái ngón tay cái này Ấn mạnh vào Và chúng ta miết theo cái đường cong này Đấy, miết theo đường cong này Và chúng ta hoàn toàn có thể là dùng thêm một tí cái dầu nóng Để chúng ta bôi vào Chúng ta dây ấn để tăng thêm cái hiệu quả nha. Đây, dầu cao, dầu nóng. Ngay vào khu vực à, Công Tôn và Thái Bạch. Và chúng ta miết thì đường công này này. Đấy. Thì chúng ta làm như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Đấy, hoặc là chúng ta sử dụng những dụng cụ để mà hỗ trợ. Thì à, ở nhà nếu mà quý vị có những dụng cụ nào mà nó tròn xoay như thế này này. Đây, ví dụ như là cái 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 thanh inox tròn xoay như thế này hoặc là nhỏ hơn một tí cũng được bằng nhựa cũng được, bằng gỗ cũng được. thì chúng ta đưa vào thế này, chúng ta làm như thế này cũng được nha quý vị. đấy, thì nó sẽ đỡ mỏi tay hơn, đỡ mỏi tay hơn. Đấy. và mang lại cái hiệu quả cũng nó sẽ cũng tương đối với là nó sẽ cao hơn khi mà chúng ta dùng cái tay như thế này. tại vì cái vùng cơ chỗ này nó nó dài. À, việc dùng ngón tay cái chúng ta dây ấn như vậy thì nó sẽ rất là mỏi. À, hơn nữa là những quý vị mà có tuổi thì cái bàn tay chúng ta nó sẽ yếu thì chúng ta nên là sử dụng những dụng cụ để hỗ trợ như vậy hoặc là chúng ta dùng cây giòn cầu gai này đây ta lăn thế này này đấy quý vị thấy lăn như thế này thì nó sẽ giúp là chúng ta những cái gai này nó sẽ tác động được trên cái huyệt vị đấy à, chúng ta lăn như vậy thì rất là tốt nếu có thời gian, hãy khuyên là quý vị nên tác động thêm vào khu vực chỗ này này ngay chỗ này nó có một huy vị của thần kinh tức là huy vị thái khê đây là một cái huyệt vị mà sẽ rất là là tốt đối với những quý vị nào mà có thể trạng là hàng lạnh đấy lạnh chăng à, buổi tối ngủ lạnh chăng và cũng như là có cái thận nó yếu thế thì huy vị thái khê này nó sẽ có cái công dụng là khôi phục được cái chức năng của thận thì nếu mà chúng ta tác động vào những huy vị dưới lòng bàn chân thì chúng ta cũng tiền thể là chúng ta tác động vào huy vị thái khê này Đấy, chúng ta dùng cái giờ cổ gai này chúng ta lăn đấy hoặc là chúng ta dùng cái uh, cái cây dây huyệt bằng nhựa cao cấp này đây đây quý vị thấy này cầm là giống như cầm viết vậy đó tỳ ngó tay út vào cái vùng trang và chúng ta miết như thế này này đấy chúng ta miết như thế này dùng lực chúng ta ấn xuống hoặc là chúng ta để ngang lại chúng ta làm như thế này cũng được đấy hoặc là chúng ta dùng chúng ta dây ấn thêm và huyệt vị à, thái khê này của thần kinh và nếu có thời gian chúng ta dây ấn cả dưới lòng bàn chân này cũng được đây chúng ta dây như thế này để chúng ta tác động vào một huyệt vị cũng rất là tốt của thận đó chính là huyệt vị dũng tuyên huyệt vị này rất là phù hợp cho những quý vị nào bị mất ngủ à, huyết áp không ổn định Đấy, thì chúng ta dây ấn thêm đây là huyệt vị thái bạch công tôn tác động xong chúng ta có thể tác động thêm những khuyên vị khác như là thái khê và dũng tùy Đấy. ngoài cách là dùng những dụng cụ như thế này thì quý vị có thể là sử dụng thêm cây một cái dụng cụ rất là đặc biệt đó chính là cây bọ cạp bằng bạc đây thì nó sẽ có hai đầu một đầu này chúng ta dùng để dây ấn huyệt được nha đây chúng ta có thể dây ấn huyệt được này Đấy. ấn huyệt thái bạch này ấn huyệt công tô này ấn thái khê này ấn dũng tuyền này Đấy, đầu này nó trơn nhãn tại vì nó là, là được làm bằng sừng. rằng. Còn cái đầu này này, nó sẽ rất là đặc biệt tại vì được làm bằng bạc, bạc nguyên khối đấy, cái kim loại bạc đấy. Thì à, cách làm như thế nào? Chúng ta dùng chúng ta dây ấn vào Đấy, quý vị thấy này, chúng ta dây ấn Là quý vị thấy Cái đầu bạc này đã dây ấn được trên Cái đoạn này, đoạn kinh mạch của tiền kinh này Tác động vào công tôn thế bạch này Đấy, thế thì chúng ta làm như vậy vừa có tác dụng là đã thông huyệt vị mà vừa có một tác dụng rất là tuyệt vời nữa đó chính là nó đã thông được những cái phong hàn tà khí quý vị thấy này khi mày sẽ làm như vậy thì dưới khu vực này nó sẽ có màu đen đây quý vị thấy này nó sẽ có một cái vệt màu đen nhợt à, đấy thế thì tại sao có màu đen tại vì là bạc này nó phản ứng với lại cái khí lưu huỳnh ở trong cơ thể mà theo Đông Y gọi là cái phong hàn tà khí đấy, thì khi xâm nhập vào cơ thể nó sẽ kết hợp với một vài cái điều kiện thuận lợi như là nhiệt độ vân v nó sẽ tạo thành một cái hợp chất gọi là lưu huỳnh dioxide. Đây là một hợp chất rất là độc. Đấy, à, đấy là khoa học. Còn Đông Y thì phong hàn tà khí, thì ban đầu phong hàn tà khí nó xâm nhập vào, nó sẽ ở bên ngoài cơ thể mà thôi. Thì chúng ta trục nó ra, thì chúng ta sẽ phòng được bệnh. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta bị nhiễm lâu ngày thì rất có khả năng là nó xâm nhập đến vào tạng phủ Thì cái việc điều trị nó rất là khó khăn Nó sẽ rất là lâu Để thu lợi lại cái kết quả tích cực thì, thì chúng ta dùng cái bạc này chúng ta trục ra Thì rất là dễ hiểu Tại vì Cái câu chuyện mà quả trứng động bạc này Hoặc là cái việc mà người ta cho trẻ em Đeo trang sức bằng bạc như là dây chuyền Hoặc là lách bạc Để chúng ta phòng được cái phong hạ tài khí Và cũng như là à, Để chúng ta chẳng đoán được cái sức khỏe của trẻ em à, Khi mà cái, những cái uh, trang sức bằng bạc này nó bị đổi màu chẳng hạn thì chúng ta biết được cái tình hình sức khỏe của trẻ em đây là một cái kim loại bạc cũng là một cái cách trong dân gian, gian áp dụng để chăm sóc sức khỏe từ xưa đến bây giờ cho nên là chúng ta có thể là áp dụng và chăm sóc sức khỏe là rất là tốt thì uh, những khu vực mà dễ bị nhiễm phong hòa tà khí như là lòng bàn chân đây quý vị thấy rằng đa số chúng ta cái lòng bàn chân thì ai hầu như là cũng bị cả tại vì chúng ta đi dưới đất À, hay là những khu vực khác như là mặt này, trán nè cổ vai gáy lưng tay chân nếu mà chúng ta bị nhiễm nhiều thì hầu hầu như là những khu vực nào trên da chúng ta đều làm nó ra màu đen cả nhưng mà thường là những cái vùng mà đen đậm là cái vùng lòng bàn chân đấy thế thì khải là ngày nào cũng làm cho nên cái việc mà dây ấn như vậy thì nó sẽ ra nhưng mà rất rất là ít đấy, rất là ít có những quý vị làm lần đầu tiên thì nó ra rất là đậm đen như là nhỏ nồi vậy đó thì chúng ta cũng đừng lo lắng chỉ cần dùng cái khăn sạch lau đi là xong và ngày nào chúng ta cũng kiên trì làm thì sau một thời gian nó sẽ nhạt dần và nó mất đi tuy nhiên chúng ta cũng nên là giữ cái thói quen này tại vì nó mất đi thì không không có nghĩa là nó sẽ không không quay lại nữa Đấy, thì chúng ta cứ làm à, trục được ra chừng nào thì nó hai chừng đó quý chừng đó giúp cơ thể phòng bệnh được hiệu quả hơn đấy là cái huyệt vị thái bạch và công tô thế thì tiếp theo là huyệt vị tam âm giao thì đây là huyệt vị nó là giao điểm của ba đường kinh là tỳ kinh can kinh và thận kinh thì nó nằm ngay chỗ này. Đấy, cách cái mặt trên của mắt cá trong khoảng là 4 ngón tay này. Đấy, thì nằm ngay chỗ này. Đây là à huyệt vị tam âm giao thì nhìn chung thì huyệt vị tam giao này nó cũng sẽ có rất là nhiều công dụng, có thể cải thiện được chứng bệnh lý về gan, về à, lá lách về à, thận. Đấy. thì quý vị nếu mà có thể trạng mà à, gầy ốm này, à, thường xuyên mệt mỏi, chán ăn, huyết áp không ổn định thì chúng ta cũng có thể tác động thêm vào huyệt vị à, tam âm giao này. Ngoài ra, nó cũng sẽ rất là hiệu quả trong những cái trường hợp à, cải thiện được những bệnh lý về phụ khoa và nam khoa. Và như vậy thì à, vừa qua Khải đã hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta đã xác định, định vị trí cũng như là cách chúng ta đã tác động vào một bộ huyệt vị của tỳ kinh đó chính là huyệt vị thái bạch, huyệt vị công tôn và huyệt vị à, tam âm giao đây là một cái bộ huyệt vị rất là hiệu quả để giúp khôi phục được chức năng của dạ dày và lá lách. Đấy sẽ giúp cho những người nào mà có thể trạng ốm yếu, thiếu máu, chán ăn, huyết áp thấp à, sẽ được cải thiện. À, dần dần chúng ta sẽ lấy lại được cái vóc dáng nó cân đối, huyết áp sẽ ổn định, à, kích thích cái sự ăn uống được tốt hơn và hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Từ đó thì cơ bắp cũng sẽ chắc khỏe hơn. Đấy nếu mà quý vị kiên trì thực hành theo cái bài tập ngày hôm nay hãy hướng dẫn, hy vọng rằng à, tất cả những thông tin khai chia sẻ thì sẽ giúp ích rất là nhiều à, trong cái việc là giúp cho quý vị à, chủ động à, chăm sóc sức khỏe tại nhà và nếu như mà quý vị có cái nhu cầu à, sở hữu những cái dụng cụ khai có nhắc tới trong chương trình như là cây à, dây ấn huyệt bằng nhựa cao cấp này rồi là cây giò cầu gai rồi là cái nhang ngại cứu này này nhang ngại cứu này rất là tốt để giúp chúng ta ngại cứu vào những cái khu vực đau nhức xương khớp để làm ấm cơ thể giúp cân bằng được âm dương đặc biệt là cái dụng cụ bằng bạc đây đây là cái bọn bằng bạc thì đây là một dụng cụ rất là giá trị thân được là bằng sừng và nó sẽ có hai cái đầu bạc này giúp vừa giấy ấn tác động huyệt vị và vừa trục được những cái phong hàn tạc khí ở bên trong cơ thể ra bên ngoài giúp chúng ta phòng bệnh rất là hay thì à, quý vị có nhu cầu sở hữu thì có thể là liên lạc trực tiếp với khải thông qua thông tin khải có để phía dưới màn hình có thể gọi điện trực tiếp vào giờ hình chính hoặc là nhắn tin vào zalo viber hoặc là đặt hàng thông qua website thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao những dụng cụ này đến tận tay cho quý vị đảm bảo là dụng cụ chính hãng và sẽ được hỗ trợ bảo hành lâu dài nếu như mà có lỗi của nhà sản xuất bây giờ nếu như còn thời gian thì khải sẽ với quý vị dành ra thêm một ít thời gian nữa để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để bất kỳ khi nào khải ra video mới chắc chắn sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo